Thưa quý vị, năm nay việc các trường đa dạng phương thức tuyển sinh sẽ giúp cho thí sinh rộng cửa hơn vào đại học. Tuy nhiên, sự xuất hiện của nhiều phương thức xét tuyển mới cũng khiến không ít thí sinh bối rối. Như vậy, thí sinh năm nay cần làm gì để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học, trường đại học mà mình yêu thích? Phóng sự sau sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Năm 2022, thí sinh sẽ được đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học sau khi thi xong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều trường có xu hướng giảm chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông so với năm 2021. Thay vào đó sẽ mở rộng phương thức tuyển sinh, đem đến nhiều cơ hội trúng tuyển theo nguyện vọng cho các em. Với cái quy chế tuyển sinh mới thì em thấy nó rất thuận lợi cho em, là lúc đó em đã biết được rồi, em biết được cái đáp án rồi, em sẽ biết được là cái năng lực của mình phù hợp với cái nguyện vọng của trường. Thì em sẽ có thể là em đạt được nguyện vọng cao nhất vào đại học luật để có thể đậu được vào trường. Để chuẩn bị cho cái xét tuyển vào các cái trường đại học cao đẳng thì nhà trường cũng đã căn cứ vào các cái văn bản hướng dẫn của Bộ Dục đã triển khai sinh hoạt đến toàn thể thầy cô, chủ nhiệm, các em học sinh để nắm vững các cái phương án tuyển sinh, các em thực hiện đăng ký và chọn lựa ngành nghề phù hợp với trình độ và năng lực của học sinh. Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố đề án tuyển sinh. Theo đó, hiện có hơn 10 phương thức xét tuyển được các trường đại học sử dụng, bao gồm như xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hay đánh giá tư duy của trường quy định, xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc trung học phổ thông theo tổ hợp môn, hay là xét tuyển dựa trên học lực kết hợp phỏng vấn và nhiều phương thức xét tuyển khác. Các em có thể là căn cứ vào cái khả năng học tập của mình, các em có thể là đăng ký bằng kết quả của 3 năm học tập, hoặc là đăng ký xét tuyển sau khi mà các em đã thi dự thi cái kỳ đánh giá năng lực hoặc là đánh giá tư duy của các trường đại học mở ra, hoặc là các cái chứng chỉ quốc tế cũng được công nhận trong cái lần này. Thì các em rà soát là thôi, trong các cái kết quả đó thì kết quả nào cao nhất thì mình sẽ đăng ký theo cái phương thức đó, nó thuận tiện hơn trong cái quá trình mà chúng ta đăng ký xét tuyển vào các cái trường cao đẳng đại học. Mặt khác, các thí sinh cũng phải đặc biệt lưu ý, dù có thể đăng ký xét tuyển vào một ngành ở một trường nào đó bằng nhiều phương thức, nhưng thí sinh chỉ trúng tuyển duy nhất bằng một phương thức xét tuyển. Thêm vào đó, cũng do có nhiều phương thức xét tuyển, nên chỉ tiêu dành cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ bị cắt giảm, dẫn đến điểm chuẩn của phương thức này khá cao. Tình trạng nhiều thí sinh điểm cao vẫn trượt đại học là khả năng có thể xảy ra. Do là cái nhiều phương thức như vậy thì cái phương thức mà xét tuyển bằng cái điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông nó giảm mạnh so với những năm trước đây. Các em phải rà soát lại trong các cái phương thức của các cái trường đại học đưa ra thì mình có cái hình thức nào mà phù hợp nhất, có kết quả cao nhất thì nên đăng ký bằng phương thức đó. Khi mà các em chỉ căn cứ vào cái điểm sàn của những năm trước thì đôi khi là sẽ không đáp ứng được cái yêu cầu xét điểm thi tốt nghiệp vào các trường trong năm nay. Để tránh tình trạng bị rối khi tiếp cận cùng lúc nhiều phương thức xét tuyển khác nhau, thí sinh cần nghiên cứu, tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của các trường đại học, cân nhắc thứ tự ưu tiên nguyện vọng và đồng thời cân bằng giữa năng lực và mong muốn để đạt được mục tiêu trúng tuyển cao nhất.